cư dân thành phố Mexico đã lập kỷ lục Guinness Thế giới mới vào hôm thứ Bảy, ngày 18 tháng 6 sau khi tham gia lớp học quyền Anh có số lượng người tham dự đông nhất trên toàn thế giới. Với những cú đấm, tạt và móc, những bài tập cơ bản trong môn quyền Anh đã thu hút nhiều người đến tham gia. Tổng cộng có 14.299 người đã gặp nhau vào sáng sớm tại quảng trường Zocalo của thành phố để tham gia tập luyện. Moscow là thành phố cuối cùng phá kỷ lục vào năm 2017, khi có 3.000 người đến tham dự sự kiện này. Các nhà vô địch quyền Anh Mexico đã dẫn đầu các lớp học kéo dài 30 phút. Những người tham dự tạo thành một bức tranh ghép bằng cách mặc các màu áo màu xanh lá cây, trắng và đỏ, màu của quốc kỳ Mexico. Sự kiện được tổ chức bởi chính quyền thành phố Mexico và Hội đồng quyền Anh Thế giới.